Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô mấy câu nhạc bài mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên nha các bạn. Con số 1. Con số 1 này là một con máy Super VX800. Con này là một con máy của nước Bangladesh này nha các bạn. Nước Bangladesh. Dòng này là Bangladesh này nha các bạn, một con Super này VX800M. Con này có size là size 3000. Cước số 3 là 150m. Cước số 4 là 100m, cước số 5 là 80m, size 3000. Tay quay là thay đổi trái phải, tay quay này là bằng nhôm này nha các bạn. Tay quay bằng nhôm. Cái này là màu đen của sơn này nha. Này thì thích thì mình về mình sơn lại màu đen cho nó đẹp nha. Nó bị chóc sơn này. Máy này ngoại hình màu đỏ. Mia. Con lăn này nha các bạn, rất là sáng luôn. Giật cước tốt. Con này là máy sóng, lưỡi rất là tốt này nha. Cước này. Máy này cũng còn khá là đẹp nha. Máy quay này nha các bạn. Máy quay rất là mượt nha. Chốt chặn. Con số 1 này có giá là 150k. Số 1 150k. Số 1 150k. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 này là một con máy Siuta CX29 này. Con này là một con máy Korea này nha. Một con đuôi chuột này nha các bạn, đuôi chuột. Tay quay là thay đổi trái phải, tay quay mình vặn như thế này nha. Nè, vặn như thế này. Mình tháo bên hông này mình thay đổi tay quay trái phải. Tay quay là thay đổi trái phải, tay quay là bằng nhôm này nha các bạn. Thân máy là bằng carbon, có carbon. Con này có size là size con này là size 2000 này nha. Cước số 2 là 200m nè. No mét này nha. Cước số 2 này 200m. Cước số 3 là 130m, cước số 4 là 100m. Máy sóng này nha các bạn, lưỡi rất là tốt. Ratio con này là 5 chấm này nha các bạn, ratio 5 chấm. Con lăn này, con lăn rất là sáng nha. Gà cước. Máy quay này. Con này quay rất là mượt nha, chốt chặn. Tay quay chỗ này nó hình như bị thiếu dầu này, kêu cắt kém mà. Máy quay này nha các bạn, chốt chặn. Máy quay khá là mượt. Con số 2 này có giá là 170k. Số 2 170k. Số 2 này nha các bạn, 170k. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 này là một con máy Long Cut. Con này là một con máy Long Cut của Korea này nha, Korea. EF40B Siuta. Ratio con này là 4.6. Con này có size là size 3500. Cước số 3 là 170m, cước số 4 là 120m. Cước số 6 là 70m này, size 3500 nha. Long Cut. Tay quay là thay đổi trái phải. Ngoại hình con này mới tầm 90-95% này nha. Thấy còn rất là đẹp nha. Cước này. Cước màu xanh này, chào quen này, rất là sáng luôn, rất là nhiều. Lăn này nha. Rất là sáng, gạt cước tốt. Con này là máy sóng, lưỡi gà tốt. Máy quay. Quay rất là mượt nha, chốt chặn. Máy rất là mượt nha, máy còn rất là mới luôn. Con số 3 này có giá là 200k. Số 3 200k. Số 3 này nha các bạn, 200k. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này là một con máy ngang tay phải. Một con Daiwa này nha. Daiwa. Ratio là 5.1. Một con Daiwa tay phải này nha các bạn. Con này là một con máy Daiwa của Japan này nha, made in Japan. Một con máy ngang Japan này nha, made in Japan. Tay phải màu đen. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Con này có chia lan cước này nha.
Đó, máy quay rất là mượt nha. Góc trần này máy quay rất là mượt luôn, màu đen, màu hình của máy này. Để có trầy xíu một chút xíu chỗ này, màu đen này nha. Con số 4, con số 4 này có giá là 400k. Số 4 400k, một con đai qua tay phải Japan. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là một con máy ngang tay phải. Con này là một con máy ngang hiệu của nó này nha các bạn. Litimax XC này nha. Con này là một con máy ngang Korea này nha, Korea tay phải. Màu của nó cứ bên trong này nha. Máy quay này rất là mượt nha. Này, có chưa cước này. Chốt chặn khá là đẹp luôn. Máy quay cước này nha. Con số 5, con số 5 này có giá là 270k. Số 5 270k. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 này là một con máy Stylet Mini. Rất là nhỏ nha. Này, ngón tay của mình này nha các bạn. Bằng ngón tay này, có chút xíu này nha. Con này là của Korea. Korea ba mắt tay này nha các bạn. Máy này, có chút xíu à. Mini. Con này có size là size 300 này nha. Size 300. Máy này là mình mua về mình sưu tầm này nha. Tay quay là thay đổi trái phải. Tay quay này, thay đổi trái phải. Cối là cối kim loại này nha. Mini mà còn cối kim loại này. Lăng này, rất là sáng nha. Cối kim loại, màu này, rất là đẹp luôn. Phần tem. Tem này, Tatis Enjoy. Phần đít này, phần đế này nha. Máy còn khá là đẹp luôn. Gà cước tốt này nha. Máy sống, lưỡi gà tốt. Bên trong của máy này thiết kế rất là nhỏ nha. Cối kim loại rất là dày nè. Cối rất là nhỏ nhưng mà rất là dày nè. Máy quay này nha các bạn. Máy quay này rất là mượt nha. Con này mình câu tôm hay câu mực rồi nha. Máy hoạt động tốt nha các bạn. Máy quay rất là tốt nha. Máy này quay này. Dòng này mình kiếm rất là ít có nha. Mini size 300 rất là nhỏ luôn nè. Tìm rất là ít có nè. Chút xíu à. Con số 6, con số 6 này có giá là 200k. Số 6 200k. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một con Daiwa. Daiwa. Con này là một con Daiwa Sprinter HG 2000 này nha các bạn. Sprinter HG 2000 Daiwa. Thông số cước, cước số 2 là 200, cước số 2 là 150m, cước số 3 là 100m. Tay quay là thay đổi trái phải. Con này là mình chạy hai bạc đạn này nha các bạn. Hai bạc đạn. Con này là một con Daiwa của Thái Lan này nha. Made in Thái Lan Daiwa. Sprinter HG 2000. Ngoại hình của máy này khá là đẹp nha. Tay quay là thay đổi trái phải. Tay quay con này bằng nhôm, tay quay gập này. Khá là mới nha. Con lăng màu vàng này rất là sáng luôn. Gạt cước này tốt nha các bạn. Con này là một con máy có kim loại. Thân là bằng carbon. Ngoại hình này. Máy còn khá là đẹp. Phần nắp này nha các bạn. Có in Daiwa luôn này nha. Con này là một con máy sóng lưỡi gà tốt. Máy quay này nha. Máy quay rất là mượt luôn. Chốt chặn này nha. Con số 7. Con số 7 này có giá là 350k. Số 7 350k. Số 7 này nha các bạn, 350k. Máy này khá là đẹp nha. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 này là một con Epetro 4000 này nha các bạn. Cước số 4 là 150m, cước số 5 là 5, cước số 5 là 110m. Epetro này nha. Con này là một con máy Malaysia, made in này.
tem này Shimano này nha, ngô hình của máy còn rất là mới nha. Tay quay là tay quay bằng kim loại, tay quay rất là sáng, tay quay gập. Thay đổi tay quay trái phải, độ mới của máy này là tầm 95% này nha các bạn, máy nó khá là đẹp luôn, máy mới 95%, gạt cước tốt, phần cước này bền nó vô rất là đều nha, cước còn rất là đẹp luôn. Con này là một con máy sống lưỡi gà tốt, con này là toàn thân là bằng carbon, có carbon luôn, máy này rất là nhẹ nha. Máy quay này, máy quay rất là mượt nha, con này có ABS này, ABS này nha, máy quay rất là mượt luôn, máy quay này nha các bạn, rất là mượt luôn. Con số 8, con số 8 này giá là 800k. Số 8, 800k, số 8 này nha các bạn, size 4000, mới là tầm 95%, có ABS, Abeto, Shimano, máy khá là đẹp nha, số 8, 800k. Tiếp theo là con số 9, con số 9 này là một con máy Suzumi, Suzumi SS5500X này nha các bạn. Con này là một con máy Suzumi của Korea, Korea này nha. Size con này là size 5000, cước số 5 là 150m, cước số 6 là 110m. Tay quay là thay đổi trái phải, cước này nha, một vàng. Tay quay là bằng kim loại, thay đổi trái phải. Con lăn này nha, rất là sáng luôn, gạt cước tốt, máy sóng này nha, lưỡi gà tốt. Ngoại hình của máy, Retio con này là 3.7. Con này ngoại hình của máy này, độ mới con này là tầm 90% này nha các bạn. Máy quay này rất là mượt nha, máy quay rất là mượt luôn, máy khá là đẹp luôn. Size 5000, máy quay rất là mượt nha, độ mới là tầm 90%. Con số 9 này có giá là 400k. Số 9 400k. Số 9 này nha các bạn, 400k. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này là một con máy Warrior Spin này nha, 4000. Tên của nó là nha. Con này là một con máy made in Việt Nam này nha. Việt Nam này. Một con máy Việt Nam xuất Nhật. Size của nó là size 6000, cước số 6 là 150m, cước số 5 là 200m. Size con này là size 6000 này nha các bạn. Ngoại hình của máy này, màu này rất là đẹp nha. Toàn thân này, màu. Máy này size 6000, khá là đẹp luôn. Con này có ABS này nha các bạn. Có ABS, mã số của máy là 58155 này, 058155. Nó có số máy luôn nha. Tay quay, tay quay con này là tay quay bằng nhôm, nó bị tróc màu sơn này nha, tay quay nhôm này. Con lăn rất là sáng, gạt cước rất là tốt nha. Con này là một con máy sống lưỡi gà tốt này, phần cối này, bên trong của máy tay quay này nha. Bên trong này cối này nha, cối kim loại rất là dày luôn này. Trục này, máy sóng, máy quay này nha các bạn, rất là mượt nha. Con này có ABS nè. À con này mình vận chuyển nó bị nghiêng tay quay này nha các bạn. Mình nhìn thấy không? Này, nó bị nghiêng tay quay. Cái này về thì mình đổ tay quay nấm này nha. Mà về mình cưa cái này ra, mình đổ cái tay quay nấm vô cho nó đẹp nha. Nó hay bị nghiêng này. Vận chuyển nó bị nghiêng này. Này cũng lâu đời rồi nha các bạn. Cưa về mình đổ tay nấm. Con máy này toàn thân rất là đẹp nha. Từ cái tay quay này nha, toàn thân khá là đẹp luôn, rất là mới, không thấy cày xước luôn. CC phần tay quay này nha, có ABS, máy quay nè, để tay quay mình vẫn quay rất là mượt nha, không sao, do nó mất thẩm mỹ nha các bạn, nó bị nghiêng nghiêng. ABS, máy quay này nha, rất là mượt, size 6000,
Con số 10 này có giá là 250k. Số 10 250k. Số 10 250k. Size 6000 nha. Máy này. Tiếp theo là con số 11. Con 11 này là một con máy Daiwa Long Castle. Daiwa Long Castle ST750. Con này là một con máy Japan này nha. Thông số cước. Con này có size là size 3000. Cước số 3 là 150m, cước số 4 là ha. Cước số 4 là 100m. Tay quay là thay đổi trái phải này nha, tay quay này. Tay quay gập. Tay quay này là bằng nhôm này nha các bạn. Toàn thân là bằng carbon, cối carbon luôn. Đuôi chuột. Ratio con này rất là cao nha. Ratio là 5.3 này, đây qua. Cối này nha các bạn, rất là sáng luôn. Độ mới của con này là tầm 90% này nha. Máy khá là đẹp. Con lăn rất là sáng, gạt cước tốt. Con này là máy sóng, lưỡi gà tốt. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt nha. Size 3000. Dòng này kéo cá rất là khỏe nha, đuôi chuột. Con này là có cốt trợ lực luôn này nha các bạn. Một con cốt trợ lực đuôi chuột này nha. Dòng này mình sưu tầm, câu cá rất là khỏe luôn. Cốt trợ lực này kéo cá rất là khỏe nha. Máy này. Một con đuôi chuột cốt trợ lực. Độ mới của con này là tầm 90%. Con số 11 này có giá là 750k. 11 750k. 11 này nha các bạn, 750k. Tiếp theo là con số 12. Con 12 này là một con Long Mikan nha. Con này là một con máy Korea này nha. Korea. Dòng này rất là đẹp nha. Dòng này khá là đẹp luôn. Thông số cước, một con máy đuôi chuột. Màu này, màu sơn con này khá là đẹp nha. Con này có size là size 2500. Cước số 3 là 130m, cước số 2 là 200m. Size con này là size 2500 nha. Ratio là 5.6. Cối là cối kim loại. Tay quay là thay đổi trái phải. Tay quay gập này nha, tay quay gỗ này. Tay quay con này là bằng nhôm này nha các bạn, nhôm. Thân con này là bằng carbon, cối là cối kim loại. Lăn bằng sứ, gạt cước tốt này nha. Nội hình của máy. Con này là máy sóng lưỡi gà tốt. Máy quay này. Máy quay rất là mượt nha, chốt chặn. Dòng này cũng rất là hiếm nha. Này cũng khá là đẹp luôn. Con số 12 này có giá là 200k. 12 200k. 12 200k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại dưới bình luận mã máy kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.